Chào thầy cô đã đến với kênh Hãy học cùng tôi. Thì ở clip này tôi xin hướng dẫn thầy cô thực hiện chuyển đổi file Word và file PowerPoint sang file PDF đơn giản không cần cài đặt phần mềm. Thì qua thời gian dạy học trực tuyến, mình đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ học sinh là các file Word hoặc file PowerPoint của thầy cô khi up lên hệ thống LMS thì nó bị mã hóa phông chữ khiến học sinh không thể xem được. Thì mong rằng hôm qua clip này tôi sẽ hướng dẫn thầy cô cách chuyển đổi file PDF nhằm hạn chế sự mã hóa phông chữ. Thì ở đây có hai cách. Cách thứ nhất, sử dụng máy in PDF có sẵn trên Windows, Windows 10, đặc biệt là Windows 10 nha thầy cô. Cách thứ hai, sử dụng chức năng lưu thành file Word được tích hợp trong các phiên bản Microsoft Office 2010, đó là cụ thể là Word và PowerPoint 2010 trở lên. Như vậy thì nếu thầy cô đã cài cái phần mềm Microsoft Office hoặc PowerPoint từ 2010 trở lên thì thầy cô sẽ làm được cách 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cách thứ nhất. Và giả sử đây tôi có một cái file Word. Bây giờ tôi sẽ in cái file Word này thành file PDF như thế nào. Thì trước tiên chúng ta có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl B. Đây, tổ hợp phím Ctrl B. Rồi. Hoặc chúng ta sẽ sử dụng chức năng in trong cái bảng chọn file. Rồi, thầy cô vào file chọn green. Thì thầy cô lưu ý ở đây chúng ta sẽ chọn cái máy in là Microsoft PDF. Đây. Microsoft PDF. Rồi, ta sẽ chọn cái máy in này. Chọn khổ giấy A4. Thầy cô nhấn vào in. Rồi, lúc này thì cửa sổ hoặc sẽ xuất hiện là yêu cầu chúng ta là lưu file PDF này vào cái thư mục nào. Thì tôi ví dụ ở đây tôi sẽ chọn là tôi lưu vào cái thư mục ổ đĩa D nè, bài tập nè. Rồi, đặt tên. Ví dụ đây là bài 1, thông tin và dữ liệu chẳng hạn. Rồi, thì cô lưu ý chỗ phần cell A time á, chữ time á là chúng ta thấy là nó có chữ PDF, người ta đang làm đúng. Rồi chúng ta chọn cell. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện việc in ra file PDF. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là mở một ổ đĩa D và tìm trong cái thư mục mà vừa lưu lúc nãy. Đây. Xin lỗi, chọn lại bài tập. Đây thầy cô, bài 1 thông tin bản dữ đã được tạo file PDF. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra mình mở nó lên như thế nào ha. Rồi như vậy là mình đã làm được cái file PDF theo cách số 1 là sử dụng máy in. Tiếp theo sẽ hướng dẫn thầy cô thực hiện cách thứ hai. Rồi, cách thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chức năng là lưu thành file PDF đã tích hợp trong Microsoft Word. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác lưu. Trước tiên chúng ta sẽ vào file. Hoặc là thầy cô có thể sử dụng tổ hợp phím cell ha. Rồi mình chọn file, chọn cell A.
Đây, sale quá tên khác. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn Nalu. À, giả sử như ở đây mình cần lưu vào cái thu mục document, và thầy cô lưu ý cái chỗ phần của thứ hai sau phần tên đó, ta gõ tên đó. Đây ta gõ tên chỗ file name này, kế tiếp là cái phần sale attire. Đây sale ad nè, sale ad là kiểu kiểu tập tin, thì lúc này ta sẽ kiếm cái mục là PDF. Rồi vậy là xong, bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác sale. Rồi thì sau khi chúng ta thực hiện thao tác sale thì nó sẽ xuất hiện ra các file PDF này cô. Đó. Rồi, tương tự thì chúng ta sẽ thực hiện trong file báo boy cũng giống như hoặc chúng ta cũng thực hiện chức năng là in, thì chúng ta chọn máy in là MySQL print to PDF. Hoặc chúng ta sử dụng cách hai là chúng ta chọn cell và chọn CE. Ở đây rồi chọn row. Rồi chọn Nalu cũng giống như bên Word, cái mục là cái kiểu kiểu file thì ta chọn PDF. Rồi, ở đây thầy cô lưu ý là chúng ta có một option. Đây, option thì cái option này là cho phép chúng ta lựa chọn in các slide trên một trang hay là in nhiều slide trên một trang, thì thầy cô có thể tùy chọn ở đây. Đây bây giờ sẽ thực hiện cho thầy cô xem. Đó, ta sẽ chọn này. Rồi, cho rõ số like. Ở đây là 6 like trên một trang. Thầy cô có thể tùy chỉnh lại. Rồi sau khi tùy chỉnh xong thì thầy cô ok và thực hiện sale giống như trong MySQL Word. Rồi, như vậy là clip hướng dẫn thầy cô chuyển file Word và file PowerPoint sang file PDF. Đến đây là kết thúc. Xin chúc thầy cô gặt hái được nhiều thành công trong quá trình dạy học. Chào thầy cô.